15 tấn nông sản, rau củ quả đảm được chư tăng và Phật tử chùa Giác Hải thì đứng Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương từ Lâm Đồng gửi đến tăng ni sinh nội trú tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 25 tháng 3 năm 2023. Được biết, số rau củ trên được Đại Đức Thích Chí Định, Phó trưởng phân ban Hoằng pháp Thanh Thiếu niên Trung ương, Phó trưởng phân ban Thanh Thiếu nhi Phật tử Trung ương, Phó ban Hoằng pháp Phật giáo tỉnh Lâm Đồng trụ trì chùa Giác Hải đã vận động bà con nông dân địa phương và các mạnh thường quân cúng dường đến hơn 1.000 tăng ni sinh đang nội trú tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Toàn bộ 15 tấn rau củ được chư tăng chùa Giác Hải và Phật tử gom rồi tập kết về chùa làm sạch, đóng bao bì cẩn thận rồi chất lên xe vận chuyển xuống Học viện. Món quà tuy không lớn nhưng đó là tình yêu thương của những người con cao nguyên từ chùa Giác Hải gửi đến chư tăng ni sinh Học viện. Ban quản diện Học viện đảm thay mặt tăng ni sinh tại Học viện tiếp nhận số rau quả và cảm ơn sự quan tâm của Đại Đức Thích Chí Định và Phật tử gửi đến đời sống tăng ni sinh tại đây trong những ngày tu học nội trú tại Học viện.